các giải pháp khắc phục hậu quả nhiễm mặn tại trạm bơm Túy Loan, như là rà soát các trục tiêu ao hồ có khả năng lấy nước trong khu vực để đặt trạm bơm giả chiến lấy nước để chống hạn. Đối với các khu vực không có nguồn nước mặt thay thế, công ty rà soát đề xuất phương án tưới chống hạn phù hợp như khoan giếng để tưới hoặc là các giải pháp khác. Em dâu bà Trương Mỹ Lan giúp sức chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Ông Thích Minh Tuệ nhận căn cước công dân. Bắt hai phụ nữ giam lỏng hành hung em dâu ở Bình Thuận. Thành phố Hà Giang ngập sâu, người dân trèo lên mái nhà cầu cứu. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố về cả 3 tội danh trên. Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Chu Lập Cơ, Chu Nap Ki Eric bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Đặc biệt, bị can Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty An Đông bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bà Ngô Thanh Nhã khai rằng mình là em dâu của bà Trương Mỹ Lan. Ban đầu, bà Nhã được bà Trương Mỹ Lan sắp xếp tham gia Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để giúp bà Lan điều hành nhà hàng Ngân Đình tại số 2A Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2006, bà Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và giao cho Ngô Thanh Nhã làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty. Sau này, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục giao cho Ngô Thanh Nhã giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Đông và đồng thời là tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Ngô Thanh Nhã khai rằng dù giữ vị trí tổng giám đốc, chủ tịch nhưng bà chỉ thực hiện các công việc liên quan đến hậu cần, lương thưởng, từ thiện, quản lý nhà hàng, khách sạn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mọi hoạt động về nhân sự, tài chính của các công ty này đều do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo điều hành. Qua quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thấy tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà bà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách sạn, thì các công ty còn lại thành lập để làm gì, bà Nhã không rõ. Việc thành lập, quản lý và sử dụng các công ty đều do văn phòng hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Quá trình công ty An Đông phát hành trái phiếu theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, Ngô Thanh Nhã xác nhận đã ký nhiều tài liệu. Cụ thể, bà Nhã với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Đông ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông và quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc hợp tác đầu tư với công ty Sài Gòn Peninsula đầu tư dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do Peninsula làm chủ đầu tư. Tổng chi phí đầu tư dự án khoảng 119.600 tỷ đồng, bao gồm 22.